phòng mang trang phục màu đỏ. Trần Văn Tường của đơn vị nhà đơn vị của trai mang trang phục màu xanh. Hai đô và giữa thẳng. Tổ trọng tài Lê Văn Biền, Thạch Công Minh, Nghiêm Đình Hiển lên điều khiển trận đấu. Chung kết thứ 7 phải không ạ? Vâng, và hai đô lực sĩ của chúng ta đang rất cần đến những nguồn động viên tinh thần lớn của đông đảo quý vị. Hãy dành cho các đô vật của chúng ta một tràng pháo tay thật lớn, thật đồng tiền đúng không ạ? Chúng ta hãy kéo dài tràng pháo tay này thật lớn hơn ạ, để tinh thần của các đô sẽ lên cao hơn và sẽ cống hiến cho toàn thể quý vị những biến đánh đẹp mắt hơn. Hai đô một tràng pháo tay nữa. Hai đô ngay lên chọn vị trí sân khấu. Xin giới thiệu một tràng pháo tay để cổ vũ đô mặc áo xanh có một kỹ thuật xe đài đi. Có một kỹ thuật xe đài tương đối là bay lượn, tuy nhiên là theo luật thì quy định là chúng ta xe đài đúng theo cái quy định cổ vật dân tộc đã được ban tổ chức cũng như là luật quy định của tổng cục thể thao đã quy định chúng ta thực hiện theo đúng rồi. Xin cảm ơn đô mặc áo xanh. Hai đô vật chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị. Hiệp thứ nhất bắt đầu. Bởi trong luật quy định là các đô phải xe đài qua ra ba vào. Đấy, như vậy là trường hợp vừa rồi là kịp thời các đô và về vật chất là anh Lê Văn Tuân là trong hội đồng trọng tài thưởng cho nếu như đô tưởng của cổ trai mà thắng 1 triệu đồng, đề nghị chúng ta nhiệt liệt vỗ tay. Nếu như đô tưởng của cổ trai thắng thì anh Lê Văn Tuân của hội đồng trọng tài tập dân tộc Việt Nam sẽ trao phần thưởng cho đô tưởng 1 triệu. Thank you.
vào giữa thảm để chúng tôi công bố quà. Và như vậy là bà con cô bác vừa rồi đã theo dõi nhân vật vừa qua, đô tượng cổ trai dùng một kỹ thuật sơn gẩy là đô cố đỏ đã bị ngã ngửa ngay tại giữa sới rồi. Vâng, để chúng ta tôn trọng bố tay của vũ đất thưởng. Vâng, ban tổ chức xin kính mời anh Lê Văn Tuân, Hội đồng vật dân tộc Việt Nam lên trao phần thưởng cho đô tưởng. Vâng, anh Tuân là trao hội đồng trọng tài có lên thưởng nóng cho đô tưởng 1 triệu. Vâng, xin mời anh Lê Văn Tuân lên sới ạ. Xin được cảm ơn những tình cảm của anh Lê Văn Tuân ạ. Và đây là phần trao thưởng nóng đầu tiên của vòng chung kết ngày hôm nay ạ. Và chúng tôi vẫn tiếp tục mong muốn nhận được thêm những nghĩa cử cao đẹp của đông đảo quý vị khán giả, các quý vị đại biểu, các vị khách quý dành sự động viên và những tình cảm cho các đồng vật của chúng ta. Một lần nữa xin được chúc mừng đội tuyển của đoàn Hải Phòng và xin được cảm ơn anh Lê Văn Tuân. Hàng 95kg, hàng cân nặng nhất của giải, giữa vận động viên Lê Ngọc Vinh đơn vị Thanh Hóa mang khố đỏ gặp Ngô Hoàng Việt đơn vị của trai mang khố xanh. Mời hai đô và thảm nghe lệnh chào thị trống xe đài. Sau trận đấu này, đề nghị các đồng chí trưởng đoàn cho các đô của chúng ta chuẩn bị trang phục để lên nhận huy chương và phần thưởng của ban tổ chức. Xin lưu ý để đảm bảo cho thời gian sau khi trận đấu này kết thúc, các đô giành huy chương vàng bạc đồng ở các hạng cân 55kg của nam cho đến 95kg của nam và 55kg cho đến 60kg của nữ chuẩn bị trang phục lên nhận huy chương và tặng phẩm của ban tổ chức. Đề nghị các đồng chí trưởng đoàn huấn luyện viên cho các vận động viên chúng ta chuẩn bị trang phục để lên nhận huy chương và thôi 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 thôi rồi. Mời hai đôi đứng tại chỗ để công bố kết quả. Chúng tôi xin công bố quả. Ở lúc 41:01, đô mặc trang phục khố xanh thắng cuộc. Như vậy, đô Ngô Hoàng Việt của đơn vị của trai giành huy chương vàng. Đô lên.